Chào mừng các bạn đã đến với kênh Life Coach của mình. Rất vui được gặp các bạn. Thì cái kênh của mình xin giới thiệu một xíu về kênh của mình nhé. Mình kênh của mình sẽ chuyên về lập trình, hướng dẫn lập trình dựa trên là mình sẽ code thực tế, code trên những cái dự án thực tế. Tức là làm từ những cái bước dòng code đầu tiên cho đến khi mà hoàn thành ứng dụng để sẵn sàng đưa lên App Store, ví dụ như Google Store hay là Apple Store chẳng hạn. Thì ở đây là mình sẽ làm từ design làm cho đến là làm về back end luôn, mình là sẽ làm full stack đó trên những cái dự án thực tế như thế này. Chẳng hạn như mình sẽ có một số cái hình ảnh cho một số cái dự án, thì mình sẽ lấy những cái hình ảnh này về và dựa trên cái hình ảnh này để mình sẽ build ra một cái code, một cái app giống như thế này luôn. Và mình sẽ đăng video mỗi ngày một phần nào đó, chẳng hạn như ngày hôm nay sẽ là khởi tạo app, ngày thứ hai sẽ là làm một số cái phần gì đó, ví dụ như build các cái component, các cái store hoặc là các cái kết nối với cái database của mình nó sẽ như thế nào. Ok ha, bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái dự án về to do list, tức là hôm nay mình sẽ làm một cái dự án về to do list. Thì thời gian của một cái video là kéo dài khoảng một tiếng, thì mình sẽ là cũng tùy theo từng cái phần đó nó dài hay nó ngắn. Nếu mà nó dài thì có thể nó sẽ hơn. Mình sẽ vừa làm vừa giới thiệu về các cái code mà mình sẽ làm trong cái dự án này nhé. Thì đầu tiên là mình sẽ khởi động dự án ha. Thôi mình sẽ để cái hình lại đi, mình sẽ cứ mở cái hình lên nhé. Đó, mình sẽ mở cái hình này lên để mình sẽ lấy cái hình này để mình làm mẫu, đúng không? Bây giờ mình sẽ khởi động dự án, tạo ra một dự án mới. Thì mình sẽ mở cái terminal lên nhé. Máy bạn nào mà xài Win á, là mình sẽ mở là CMD á nha, CMD. Đó. Rồi mình sẽ mở là NTX, là mình sẽ truy cập vào cái nơi mà mình sẽ lưu trữ cái project này của mình ở đâu đó. Ví dụ như là mình sẽ lưu nó ở, mình đang lưu nó ở trong cái thư mục app nè ha. Và mình sẽ tạo ra một cái project mới. Thì mình sẽ sử dụng câu lệnh là npm react npx react native nè, rồi init nè, rồi đến tên app to do list. Tên app thì các bạn đặt là viết thường ha, viết thường hết và không có dấu gạch ngang nhé, không có khoảng cách không có dấu gạch ngang ha. Rồi mình sẽ sử dụng cái template nha, mình sẽ sử dụng TypeScript nè, là mình sẽ sử dụng là template là TypeScript nha, react nè, native nè. Rồi template, cái này là mình sẽ để cái câu lệnh này ở dưới phần mô tả của video nhé. Các bạn sẽ copy nó về nhé, rồi các bạn dán vào trong cái phần terminal của mình đó, để xong rồi các bạn gõ enter một cái để cho nó tạo cái project nhé, cho nó tạo ra project. Mình sẽ để ở trong cái phần mô tả của video ha. Đó, mình sẽ đợi một xíu cho nó tạo nhé. Thì nó tạo cũng có thể là mất vài phút, nhanh hay chậm thì tùy thuộc vào cái máy của các bạn hoặc là tùy thuộc vào cái mạng của các bạn nữa, tại vì nó phải download mà. Đó, mình sẽ xem thử coi là cái, mình sẽ trong thời gian chờ đợi nhé, mình sẽ phân tích cái dự án mà mình sắp làm nhé. Đây nó là một cái dự án về to do list này, nó sẽ có là cái này, nó sẽ là kiểu này này, nó sẽ là các cái card ha. Cái card này thì nó sẽ có cái image này, cạc này là cạc image nhé, tại vì cái bên dưới này này nó sẽ là cái image, cái phần mà nó có cái mờ mờ ở đây này nó sẽ là cái image, còn cái cạc này nó sẽ là cạc màu bình thường ha. Này là input này, có thông tin người dùng ở đây, như vậy thì chắc chắn là phải có đăng nhập đăng xuất rồi, và phải đăng nhập thì mới vào được này ha. Rồi có thể là bấm vào đây là nó sẽ vào phần profile ha, cái này là menu hả. Rồi cái này là có thể nó bấm vào đây nó sẽ vào danh sách các cái dự án đó. Mình sẽ dựa theo cái giao diện này để mình phân tích xem là nó sẽ có những cái chức năng gì ha. Ví dụ như nếu mà người dùng á, mà nếu mà khách hàng mà họ yêu cầu mình á, thì họ sẽ thông thường là họ sẽ có một cái danh sách các cái chức năng mà họ mong muốn đó, hoặc là một số các cái document cho các cái API nếu như họ có đó. Rồi đây là chi tiết của một cái to do này. To do thì nó có cái sub to do, sub task ha. Đây là một cái task và đây là cái sub.
trong một cái detail của nó thì nó có cái sub nữa, tức là cái sub task, rồi có bao nhiêu cái task nhỏ bên trong một cái task lớn này. Đó, hôm nay nữa này, task của ngày hôm nay như vậy, nó có cái hẹn giờ nữa. Đó, hẹn giờ tức là cái việc này nó sẽ ở trong khoảng thời gian nào, từ thời gian nào đến thời gian nào, và đây là cái tiến trình, cái tiến độ hoàn thành của cái task này là bao nhiêu phần trăm. Đó, cái này là mình sẽ sử dụng một cái cycle progress ha. Như vậy chỗ này là mình sẽ có một cái list list. Đó. Nhưng mà những cái phần này thì mình sẽ làm sau ha. Trong cái video này thì mình sẽ chỉ là mình khởi tạo cái dự án này. Đó, mình đã khởi tạo dự án xong rồi này. Đó, bây giờ mình có thể truy cập vào cái dự án ở đây nhé. Thì bây giờ mình sẽ tắt ra này đi, mình sẽ mở Visual Code lên. Visual Code mình sử dụng là IDE là Visual Studio Code nha các bạn. Đó, mình sẽ mở này. Mở là Open Folder ha. Sorry các bạn nhé, mình sẽ mở Open Folder này. Rồi mình chọn đến cái folder mà mình đã tạo đó. Đây là To Do List này. Ok, mình bấm Open. Đó, đây là cái dự án của mình ha. Mình giới thiệu sơ một xíu về về cái dự án React Native cho bạn nào mà chưa có biết nhé. Thì trong cái cấu trúc thư mục của một cái dự án React Native á, thì nó nếu như bạn nào mà có học về React rồi á, thì nó cũng khá là giống React. Thì cái mà nó hiển thị đầu tiên ra ngoài đó là cái index này. Index này nó sẽ khởi tạo dự án này, Regist Component này, là cái nó chạy cái thằng app ha. Và cái mà mình sẽ làm việc là xuyên suốt đó là cái mà nó sẽ hiển thị ra ngoài màn hình á, là cái thằng app này nó sinh giống nó giống như single page app của thằng React á, là nó chỉ có một trang thôi. Giống như vậy thì cái di động màn hình di động của mình cũng vậy, nó chỉ có một cái màn hình đó thôi và nó chỉ thay đổi cái nội dung của cái màn hình đó, chứ cái màn hình là không thay đổi. Nó không phải nó có nhiều màn hình, không phải có nhiều page giống như là trong cái HTML hoặc là cái PHP các bạn làm, nó thông thường nó sẽ có nhiều page và cái nội dung của cái web thay đổi dựa trên cái nội dung của cái page đó. Còn bây giờ là mình chỉ có một page một thôi, nên gọi là single page app đó. Nếu như bạn nào mà chưa biết nhé, nó khác với thằng thằng React hoặc là các cái khác là nó có thêm cái Android và iOS. Hai cái này nó dùng để nó chạy trên nền tảng là Android và iOS. Hai cái này nó khác này, còn lại cấu trúc là nó như nhau ha. Còn Node Module này nó quản lý các cái thư viện của mình, thư viện mà mình để dùng để chạy cái app mình lên này. Ví dụ như là thư viện quản lý về camera, thư viện quản lý về thời gian, hoặc là quản lý về notification gì đó hoặc là gì đó, nó cũng nằm ở trong cái Node Module này hết nhé. Đó, rồi cái quan trọng của mình đó là cái apps này thôi. App này, này file đầu tiên của mình sẽ là cái app này, còn lại những cái này này các bạn cứ mặc kệ nó. Đó, cái package.json là nơi mà nó quản lý tên và các cái package mà mình đang xài đó. Mình đang xài thì khởi tạo nó sẽ có hai cái, một cái là React, đây các bạn sẽ thấy là nó chạy trên nền tảng React ha, và nó có là React Native, tức là nó là base của nó là cái React, và cái mà mình sử dụng đó là cái React Native ha. Còn đây nó là các cái dev dependency, tức là C, tức là những cái mà thư viện mà nó dùng cho cái quá trình mà mình build app, à mình lập trình app á ha. Còn cái này là dùng để chạy app khi mà nó đưa ra cái bản product product ha. Rồi cái file mà quan trọng nhất nó là file app.txt, là file đầu tiên của mình ha. Thì cái này nó có cái chấm txt nè, tức là mình đang xài với cái template là TypeScript nhé. Còn nếu như mình xài JavaScript thì nó sẽ là chấm .js hoặc là .js ha, chấm .js. Đó, mình đang xài là TypeScript nên nó là .txt. Rồi bây giờ mình sẽ thử chạy cái dự án này lên nhé. Mình sẽ chạy cái dự án này lên, mình đã sẽ chạy trên Android này. Mình sẽ chạy trên một cái là Android ha, Android và một cái là iOS. Thì để chạy, để khởi động dự án á, thì các bạn sẽ mở cái terminal lên. Đây, các bạn sẽ vào terminal này, New Terminal này. Đó, sau các bạn gõ là Yann. Yann. Và các bạn muốn chạy trên cái nền tảng nào, ví dụ như là Android hoặc là iOS, thì các bạn sẽ gõ là Yann Android hoặc là Yann iOS. Thì để xem thì các bạn có thể xem ở trên này nè. Đó, Yann Android này, iOS này, nhé. Rồi Yann
Android, mình đang chạy trên Android nên mình gõ là Jan Android thì đó nó sẽ chạy cái dòng dòng lệnh này của mình này, và nó mở lên một cái node mà mình node trên này để mình có thể là debug ở trên này nhé. Mình xem là mình phải debug ở trên này nhé. Đôi khi khi mà các bạn chạy nó sẽ gặp lỗi khi đối với máy Mac đó nha, máy Mac là nó sẽ gặp cái lỗi mà Android Home ở đây này, environment tức là mình variable cái biến 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 môi trường của thằng Android Home mà nó không có nhận được. Đối với cái này nó hay gặp trên máy Mac á, nó bắt buộc phải có một cái local.private để mình khai báo được cái Android Home này nó đang được cài đặt ở đâu á, thì mình sẽ phải có một cái file gọi là local.private ở trên cái Android nhé. Trong cái thư mục Android này các bạn tạo ra một cái file mới là tên nó là local.private hay ha, và mình copy cái đường dẫn đến cái thằng Android của mình, Android SDK của mình đó. Các bạn mở Android Studio lên, các bạn mà máy mà các bạn chưa có thì các bạn phải cài nhé. Cài cái này thì các bạn coi trong cái phần mà cài bản biến môi trường á, thì coi trong thằng React nhé, tại vì thằng React Native nó có hướng dẫn rất là chi tiết cho từng cái dòng máy như thế nào đó là nó có hết nhé, các bạn xem ở trên đó ha. Bây giờ mình copy thằng này ha, mình dán vào đây const này, idea nó có cái cấu trúc của nó, mình sẽ mở nó lên cho các bạn để mình coi. Cái phần này thì mình cũng sẽ để nó nằm ở trong cái phần mô tả của video luôn nhé các bạn, nhưng mà cái này các bạn cũng chỉ cần làm một lần thôi. Nó là SDK ha, SDK này chấm dir, dir tức là thư mục á, nó nằm ở đâu thì nó nằm ở cái nơi mà các bạn mới 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 lấy của thằng Android Studio đó, tại vì nó chạy trên Android á, nên nó cần phải khai báo cái biến này nó nằm ở đâu đó. Sau khi mình lấy xong rồi thì mình sẽ quay lại, mình sẽ tắt cái thằng Android Studio này đi cho nó đỡ đỡ nặng máy này. Mình sẽ mở lại cái terminal nhé, mở lại terminal thì các bạn có thể gõ là Control G, Control và phím G á. Sau đó thì các bạn chạy lại ha, mình sẽ chạy lại là bằng Yang Android đó, Yang Android đó. Bây giờ thì nó sẽ chạy được nhé, các bạn sẽ để ý dưới này này, nó đang install the app ha. Mình sẽ đợi một xíu cho nó chạy lên, và trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ khởi động một cái mình sẽ khởi động một cái thiết bị iOS lên ha, để mình chạy trên hai cái nền tảng là Android và iOS luôn nhé. Đây một cái thiết bị là iOS của mình ha. Đó, khi mình làm á thì nhưng mà cái thiết bị của iOS thì các bạn chỉ có thể làm được khi trên máy Mac thôi nhé. Trên máy Mac thì các bạn mới có thể chạy được cái thằng Android à thằng iOS lên ha. Còn nếu không, nếu mà các bạn mà chạy trên máy Win á, Win là các bạn không chạy được máy ảo của iOS đâu ha. Mình sẽ chạy thêm một cái ở trên iOS này. Nếu các bạn muốn run iOS á, các bạn có thể bấm phím Y. Phím Y ở đây là nó sẽ tạo ra một cái phiên bản ở trên thằng iOS. Đó, đấy nó bắt đầu nó chạy thằng Xcode này. Đó nên các bạn là phải có máy Mac là vậy đó. Máy Mac thì các bạn mới chạy được Xcode. Còn nếu không có máy Mac thì các bạn không có cài được Xcode thì không có tạo được máy iOS ảo và cũng không có chạy được trên iOS luôn ha. Nên là khi mà các bạn làm với di động á, thì các bạn nên trang bị cho mình một cái máy Mac thì nó sẽ hiệu quả hơn, nó sẽ tốt hơn nhé. Ở đây là cái giao diện của iOS và đây là giao diện của Android ha. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ sửa lại cái file app của mình ở đây nè. Các bạn có thể bấm Ctrl A và xóa hết đi. Bây giờ mình sẽ gõ là RNFE. Đó. Là nó sẽ tạo ra một cái phần này, là cái này là của snippet nhé. Các bạn mà cần thì các bạn sẽ xem ở trong phần này nè. Extension này, extension nó có cái phần là React, chỉ React X snippet đó. Này là của React React X nhé. Đây là các bạn sẽ xem ở trên này là nó sẽ có ha. Các bạn chỉ cần gõ các cái câu lệnh này thôi và bấm tab là nó sẽ tự động, nó sẽ điền những cái gì mà các bạn cần vào đó. Các bạn sẽ không cần phải gõ đầy đủ ha. Một cái snippet này là đủ rồi. JS, JSX snippet. Hoặc là nếu mà các bạn muốn có thêm thì cũng có thể cài thêm cái thằng là ES7 này cộng React Redux React Native Snippet cũng được ha, cài thêm thằng này cũng được.
Quay trở lại với cái phần này của mình nhé. Khi mà các bạn làm việc á, thì các bạn chỉ cần sửa cái file app.js này thôi. Đó. Ví dụ như bây giờ mình đang có cái app này, cái iOS của mình nó chưa chạy lên. Mình sẽ mở lại cái terminal của mình xem, nó đang build ha, nó đang build này, build cho thằng iOS lần đầu á, khá là lâu. Do là nó phải chạy cái thằng Xcode lên, sau đó thì nó mới từ cái thằng Xcode đó nó mới build ra cái thằng một cái ứng dụng trên cái máy ảo, nên là khi mà mình chạy trên Xcode á là nó khá lâu. Rồi bây giờ giả sử như mình sẽ design cho cái thằng này nhá. Rồi khi mà các bạn design thì các bạn có thể tạo ra một cái, đó là một cái design ở ngoài á, thì bữa sau thì mình sẽ nói rõ hơn về mình nó nhé. Mình sẽ tạo ra một cái style này bằng style sheet ha. Cái này, cái style này nó khác với cái style của thằng HTML nhé. Các bạn nào mà làm về HTML, CSS rồi á, thì các bạn sẽ thấy nó là style theo kiểu khác. Còn cái thằng này là style của nó là nó sẽ là kiểu là object ha. Ví dụ như mình có một cái container này, mình sẽ tạo ra một cái vùng chứa, mình đặt nó là container nhé. Và ở trong này thì nó sẽ có cái là flex là một, tức là nó sẽ chiếm hết toàn bộ cái màn hình luôn, chiếm hết toàn bộ cái màn hình này luôn nè. Background color ví dụ như mình để nó là Korean đi, các bạn sẽ để cho các bạn nhìn cho nó rõ ha. Rồi justify content ha, là center này, align items mình có thể để nó là center luôn nhé. Đây mình để nó là center này. Đó. Ví dụ như bây giờ mình sẽ align item là center, là tất cả những cái thứ gì mà nó nằm ở trong cái cục container này nó sẽ canh giữa. Bây giờ cái view này này, trong cái React Native á là nó chỉ có view text thế thôi. Cái phần mà cấu hình về giao diện á là tập trung vào chỉ có là view và text thế thôi, chứ nó không có div và nó cũng không có là sec, không có div, không có section, không có cái ấy gì hết. Đây iOS của mình nó đang chạy lên rồi ha. Nó đang chạy trên iOS. Bây giờ mình vẫn tiếp tục mình sửa nhé. Khi mà các bạn lưu ở một nơi á, thì ở hai bên nó sẽ đều đều lưu lại, nó đều run, rồi họ reload lại hết. Style này bằng này, mình sẽ lấy cái style ở bên dưới này của mình này, mình lấy cái container đấy, nó các bạn sẽ thấy nó lấy theo kiểu là complicate, tức là nó lấy theo kiểu là object đó, chấm chấm là object này. Rồi bây giờ mình sẽ style cho cái text này nhé. Mình sẽ tạo ra một cái đi, ví dụ như mình ghi đây là title đi nhé. Ví dụ bây giờ font weight mình sẽ cho nó là bold ha, tức là mình các bạn ở đây các bạn có thể đặt nó là 700, nhưng mà cái bên này nó không phải là số nha, nó là chữ nha. Rồi 700 là bold đó. Rồi font size đi, font size này nó cũng giống như bên CSS thôi. Nếu mà bạn nào mà làm về CSS rồi á, thì các bạn sẽ thấy là nó giống như bên CSS thôi, nhưng mà có cái khác đó là nó không có ghi bằng dấu gạch nối như thế này, mà nó sẽ ghi theo kiểu combo case như thế này ha. Thăng này, FFF đó. Rồi như vậy thì cái style này, bây giờ cái text này mình sẽ cho nó có cái style là bằng style chấm title đó. Đó các bạn sẽ thấy này ha. Ví dụ bây giờ mình sẽ cho nó lên là 20, 24 đi, hoặc là 32 đi đó. Đây ha. Chỗ này bây giờ mình sẽ sửa lại, cái này là to-do list đi. To-do list. Cái này nó khác với bên bên HTML hoặc là bên React, hoặc là các bên mà khi mà các bạn làm web á, thì các bạn có thể gõ chữ bình thường thôi như thế này là nó vẫn hiểu ha, nó vẫn coi như đây là một cái văn bản để nó hiển thị. Nhưng mà trong cái React á, nếu mà React Native á, là nếu mà các bạn gõ mà nó lưng chừng như thế này nè là nó không chịu ha. Tất cả những cái gì mà thuộc về text thì nó phải nằm ở trong cái element text này, còn nếu mà nó nằm ở ngoài đây là nó sẽ bị lỗi nhé. Bây giờ giả sử như mình bấm lưu lại nè, đó là nó sẽ bị lỗi này, nó kêu là test string must be rendered within a text component, tức là tất cả những cái gì mà nó là string thì nó phải nằm ở trong cái text component này, chứ nó không có được nằm ở bên ngoài ha, nằm bên ngoài là nó sẽ không có hiểu. Và trong trong React Native thì nó cũng giống như React á, thì tất cả nó đều là component. Cái view này là một component, cái text này là một component,
hoặc là khi nào mà các bạn có thể tạo ra các cái component của riêng mình nữa ha. Ví dụ như các bạn sẽ tạo ra một cái là button component hoặc là JSX component gì đó, các bạn đều có thể làm được hết nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục này. Nó ngoài ra thì nó có hỗ trợ cho mình một số cái component, ví dụ như là button. Đó. Button là của thằng React nhé. Đây các bạn phải import nó vào ha. Import nó vào đây. À button nó không có ghi kiểu này. Nó sẽ ghi theo kiểu là nó không có children ha, nó sẽ đóng lại luôn. Đó, ví dụ như bây giờ nó sẽ có là value bằng cái gì đó và nó phải có cái on title của nó bằng cái gì đó. Ví dụ như là đây ghi là hello rồi on press này. Đó, nó sẽ bằng một cái arrow function. Đó, đây là nút nút này, các nút là các bạn có thể bấm được này, các bạn sẽ thấy là có thể bấm được này, thấy không? Đó. Như là cái nút ha. Rồi các bạn có thể thêm một cái text khác vào đây. Text nhưng mà cái lúc này các bạn không có design cho nó. Các bạn có thể đưa nó lên trên này đi. Welcome. Welcome to my first app. Đó, các bạn có thể để ở đây ha. Các bạn có thể style inline cho nó cũng được ha. Style inline nó cũng nhận là một object. Cái này là object nhé. Cái này object này. Còn cái này cái dấu ngoặc nhọn ở ngoài này là có nghĩa là các bạn đang truyền một cái và một cái JS hoặc là một cái JavaScript vào trong một cái JSX á, là các bạn phải bỏ nó vào trong một cái dấu ngoặc nhọn như vậy nhé. Có thể mình sẽ cho nó lớn hơn một xíu để các bạn dễ dễ nhìn này. Đó, mình sẽ bỏ nó vào trong một cái này, rồi giờ trong này mình sẽ gọi ra một cái object, ví dụ như mình ghi là color là bằng thăng này. Và ok. Đó. Mình sẽ cho nó có cái size nhé. Cái size font size ha, font size cho nó lớn một xíu. Bằng là 10 18 đi. Đó, ok ha. Rồi như vậy là hôm nay là mình trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn có thể tạo và chạy được cái app của mình lên trên. Đầu tiên cái app đầu tiên của mình lên ha. Đó. Rồi bữa sau thì mình sẽ bắt đầu đi vào dự án này của mình nhé. Bữa sau thì mình sẽ bắt đầu đi vào dự án này. Ok. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Nếu các bạn mà muốn mình làm một cái dự án về cái gì đó thì hãy cho mình biết ở trong phần mô tả của video ở phần comment nhé.